What the hell? Really, nigga? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là chuyên mục dọn nhà đón Tết. Và như lúc nãy các bạn cũng có thấy đấy, đây là cái chiếc bàn phím mà mình vừa mới lôi được ở chỗ anh bạn đồng nghiệp ra. Trời ơi, 23 năm cuộc đời mình chưa bao giờ thấy một cái bàn phím nào nó lại bẩn kinh khủng như thế này. Mà đấy, trời ơi, bao nhiêu là những cái vi khuẩn từ ông đấy hắt hơi rồi xí mũi. Trời, không muốn nhớ đến nữa. Nhưng mà nói chung là để bắt đầu cho cái số series đầu tiên dọn nhà đón Tết này thì ngày hôm nay mình đã vớ được chiếc bàn phím này và mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ là dọn dẹp em đấy thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cách có thể dọn dẹp nhanh gọn cũng như là không ảnh hưởng phím nhiều nhất. Thì ngày hôm nay một cái phong cách review sẽ hướng dẫn sẽ cực kỳ khác, và chính là mình sẽ làm theo phong cách là ASMR. Và để trước khi đi vào với cái phần hướng dẫn chi tiết cách xử lý vệ sinh bàn phím ra sao, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là những cái đồ đạc mình sẽ cần chuẩn bị gì để hoàn thiện em này sạch sẽ nhá. Chắc chắn rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bình xịt như này. Đây là bình xịt màn hình, nó có bán theo bộ ấy, thì sẽ có một cái bình xịt này, một cái cọc bóng hơi và một chiếc chổi. Cái này thì sẽ là quét dọn cái phần bên trong rồi xịt ở những cái khe của các cái switch ấy. Tại vì là bụi nó sẽ bắt sâu ở bên trong nên là nếu như quét thì cũng không thể hết, thì chúng ta phải cần có cái này. Còn về cái bình xịt này thì mình lát nữa sẽ dùng để xịt lau toàn bộ cái phần keycap bên trên cho sạch sẽ hơn. Và chắc chắn là chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái khăn mềm như thế này để có lau sạch rồi. Và với cái phần ở bên dưới bàn phím, những chỗ switch để làm sạch ấy, các bạn nên dùng tăm bông nhá. Hoặc là nếu mà khăn này các bạn cho vào đầu ngón tay trỏ và lau cũng được, nhưng mà mình thấy tăm bông là sẽ sạch hơn. Cuối cùng thì sẽ không thể nào thiếu một chiếc keyboard. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào dọn dẹp bàn phím thôi. Các bạn là nhớ đeo khẩu trang, đeo găng tay vào để không bị dính bụi nhá. Bắt đầu thôi. Trước khi đi đến với phần dọn dẹp thì các bạn nhớ là chụp lại ảnh của hiện trạng ban đầu trên bàn phím này á, để tránh tình chính trạng là chúng ta sẽ quên không biết phím nào ở chỗ nào. Thì bây giờ mình sẽ chụp ảnh lại chiếc bàn phím này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành tháo thôi.
Dạ vâng.